anh ơi, anh là Dũng bán xe trên mạng đúng không? Đúng rồi. Ủa Nam hả? Hôm qua gọi cho anh đúng không? Đúng rồi, em Nam nè. Có xe nè. Đúng rồi, xe đây đúng không? Mới làm xong kiểm tra. À, cũng giống hình trên mạng quá ha. Ừ, sạch trơn ta. Chứ sao, mà xe mới chạy hay có chục ngàn cây rồi còn mới can, sao bán sớm uổng vậy ta? Thì ta không thích đi nữa thì bán chứ sao. Đúng rồi, không thích đi bán chứ để chân chi trời. Ừ, anh trai, anh tính bán cái xe này đổ qua xe điện hay gì? Tại xăng bây giờ lên giá quá, sợ tốn tiền đúng không? Chứ còn hỏi nhiều quá vậy. Bây giờ có mua không? Không mua thì thôi. Đó, sao là không mua? Em tới ra rồi sao mua? Anh trai mình nói chuyện cho vui đấy mà. Xe thì ok quá rồi. Chứ sao? Nhưng mà giấy tờ này nọ có chính chủ không trai? Yên tâm, chính chủ, bao sang tên. À, đây cho em coi coi. Phải coi mới tin được chứ, nói miệng hay tin cha. Làm ăn phải có giấy tờ chứ. Đây. Đấy, coi đi. Ồ, hay ha, giấy tờ xe, bản số xe nó cũng đúng ha. Kiểm tra gì kỹ gì ông nội? Tự mà anh mở dùm cái khung ra cái. Ok. Sao mở không được, yên phải chủ xe vậy ông nội? Phải chứ ba, đi, mở cái khung ra. Đấy, đang bị kẹt. Đấy. Kẹt. Đó, phải vậy chứ, anh là chủ xe chắc luôn, tôi tin anh mà. Chứ sao? Số khung là MH7, số khung gì mà dài như chứng minh nhân dân vậy ta? Mà chắc đúng rồi đó ha. Rồi sao có mua hay không? Sao mình cứ lôi thôi lèn hèn quá. Mua chứ, kiểm tra chứ ông nội. Xe cũ rồi xe chưa? Cũ. Kiểm tra nãy giờ đã chưa? Ok được rồi, cũng mấy chị vàng của tôi chết đâu. Rồi giờ tiền. Từ từ anh trai, tôi tiện từ gọi cho một bạn nó ra nó mua nè. Alo. Rồi số nào số nấy y chang. Chính chủ. Rồi ra là quốc thôi. Nha 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 rồi. Anh chờ xíu nha. Mua thì thôi chứ gọi ai nữa. Không phải không mua gì, thằng bạn em nó tới. Em chỉ là tới coi xe giùm cho nó thôi. Ủa còn bắt gì sao nó không tới? Đợi anh nè. Trai. Ừ, chưa chắc nó non á. Non thì non kẹt à. Sao rồi? Hả? Giấy tờ mọi thứ coi có đúng phải số xe số khung không? Không sai một xíu nào hết, xe còn mới can. Vậy thì hay quá anh trai. Tính ra chứ gặp sao? Anh là em thấy vui lắm đó, tại vì em đang cần xe. Đây thì quá ngon, quá tốt luôn. Xe đàng hoàng. Tốt ngon vậy thì mình lên phường. Ừ. Lên phường chi? Kế bên có phòng chứng. Đi liền luôn. Ừ, hiểu sai ý bạn em rồi. Đúng rồi. Lên phường, lên công an không nổi. Tả cái này. Thả mày hả? Mày ăn cắp xe của con em tao xong chưa thả nữa hả? Cho em! Mày chơi tao hả? Chơi gì tao không chơi, mày chơi người ta cũng vậy à. Được, con này ngon nè. Quỷ kìa. Mày ngồi mày coi hình gái hả mày? Bớt đi nha, nhìn mặt mày dâm dê lắm rồi đó. Mặt nào mặt dâm dê? Mặt tao đàng hoàng tử tế kêu dâm dê. Ai cũng như mày cái gì dâm dê? Đàng hoàng tử tế chỗ nào? Tao đang ngắm xe chứ ngắm gái đâu nào. Này á. Đồ. Không. Ghê vậy. Ủa ngắm xe làm gì mà hí hả hí hởn gì vậy? Mày không biết gì. Với đàn ông tụi mình á, xe cũng giống như là con vợ á, mà con vợ nó không bao giờ bỏ mình hết. Hiểu ha, ngắm xe có tính mua không? Thì ngắm giá rẻ thì phải mua chứ, mua về chân cho đẹp nhà. Đúng rồi, chân cho đẹp nhà, chứ đi với tao cả ngày cứ chạy xe đâu mà đặt chờ mua. Thì bây giờ cứ ngắm đi rồi tính. Bây giờ xe nè, mày thấy không? Xe đời mới, chạy chưa tới 20.000 cây mà nó bán rẻ rề à. Giấy tờ đầy đủ, bảo đảm, bao đụng, bao sang tên luôn. Trời ơi, mấy xe này nhiều khi xe ăn cắp hả ba? Sao cái mỏ mày mắc cười quá. Cái mỏ mà người ta ra, ví dụ người ta có công ăn chuyện làm, người ta bán xe gấp thì sao? Tự nhiên nói cái gì cũng ăn cắp hết. Rồi bây giờ anh Đạt gần ra chưa? Ai biết, gọi nó coi, tao nhắn tin rồi, không trả lời. Thôi, tao thấy mấy xe này mua vô mất công mang họa nữa. Cái mỏ mày, tao nói thiệt chứ. Cứ nói tới là họa, cứ nói tới là có biến mày hồ lô biến cái gì á. Muốn coi, coi đi mày, à, mệt quá. Để đăng ký chứ để có người ta nó mua nữa. Làm gì giờ mới chịu ra mày? Mấy anh ơi, mấy anh giúp em cái. Nữa. Có biến. Biến gì? Ủa lại hồ lô biến nữa hả? Không, cái này ghê lắm. Sao? Em bị mất xe rồi. Gì? Thấy chưa? Thấy cho tao nói cái câu này mới đúng cái mỏ ăn mắm ăn muối. Mới nói rồi mất xe là mất xe thiệt nè. Tao nói mất xe mất trong đây ai biết ngoài đời nó bị mất xe thiệt đâu. Mày dính cái miệng mày là mất vụ gì hồi nào? Thì hồi sáng em đi mua đồ cho má em. Xong rồi em đá chống xe xuống em đi vô em mua đồ cái em đi ra cái mất tiêu luôn. Trời, sao nó làm lẹ quá vậy? Vậy đúng rồi. Để xe ở ngoài mà không khóa cổ đồ này nọ đỡ lấy đúng rồi. Cho chừa cái tội đi, không có cẩn thận gì hết trơn á. Mà hồi sáng giờ em hỏi hai người này, em hỏi người kia có thấy như thế nào không để em báo công an mà không ai biết hết trơn á. Sáng giờ về mà em chửi em quá trời. Không biết em thiếu điều, em muốn đi tự giận vậy đó, em nhảy xong luôn rồi. Rồi từ từ. Khùng điên, mất cái xe đi tự giận. Yên tâm đi, mấy chuyện này tụi anh làm lẹ lắm. Bãi đồ ăn cắp xe đây, tụi anh giải quyết rồi, đừng lo. Giải quyết hồi nào giải quyết rồi? Trước giờ cái vụ nào chưa? Mình làm gì mất mặt tao mày? Mất mặt gì, nói rõ ràng chứ tống ca nó đi nói xạo à. Bây giờ cái chuyện này rất là đơn giản. Mày vô mấy cái group mà mua bán xe cộ này nọ, chắc chắn là tụi nó ăn cắp, tụi nó sao đăng lên đó tụi nó bán. Dạ dạ. Tao đang vô trong cái group này không biết phải mua cắp xe không mà nó bán. Đâu anh cho em coi nhé. Ê. Sao? Ủa? Xe em nè.
xe em. Khoái xe em lắm, xe nào cũng là xe mày không, đó. Không, xe em thiệt, chiếc xe màu xanh. Xe của em, anh coi giùm em anh. Xe tao tính mua xe mày. Dạ ông nội, xe của nó, trời ơi, nguyên sáng bên mình nó sơn chiếc xe màu xanh dương. Vậy mà nãy giờ coi cũng không biết nó... Thiệt, em nhìn. Ủa? Là em biết rồi. Vậy là cái xe tao chấm tao đến mua là xe của mày á hả? Đâu, anh coi giùm em coi, nó bớt hồi nào. Bớt cách đây 2 tiếng nè. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Vậy là cái khoảng thời gian nó ăn cắp xong rồi nó về, nó bớt lên, nó bán. Vậy là trùng, đúng xe em rồi, đúng xe em rồi. Giờ sao hai anh? Hay là báo công an. Điên hả? Nam, tự nhiên đi báo công an. Biết làm gì vậy đó? Dĩ nhiên rồi, xe nó bán rẻ này không mua sao được. Mày điên hả? Tự nhiên mua xe nó làm chi? Thì bây giờ nó bán rồi, tao không mua được. Xe ăn cắp mày mua cũng được xài đâu. Bây giờ phải dàn cảnh hẹn nó ra lấy xe lại cho thằng này. Dạ đúng rồi. Thế gì không mua sao dàn cảnh? Thôi ok, anh bóp mua đi, mệt mày quá. Khoái cãi, nó ư cãi lắm, ư xe mày lắm. Tự nhiên mất cái xe. Mẹ mày hả? Bao nhiêu chuyện không làm đi ăn cắp là sao hả? Hả? Ăn cắp đúng xe của thằng em tao nữa. Số mày nó xui lắm rồi đó. Đạt sao rồi? Sao Trang gì, nó đem giấy tờ qua gần tới rồi, chuẩn bị lên công an phường làm công chứng kìa. Bây giờ tao dắt mày lên đó, ở trên đó có một khóa tu mùa hè rất tốt với mày. Đi. Đi. Xe này mày dắt về trả lại cho nó. Tha cho em ơi. Tha cái gì mà ta không biết, người xe người ta đi ăn cắp bây giờ bắt được chứ tha. Chí Huệ, khát nước quá, cho một ly nước đi. Cho một ly nước. Cả không, bán cho một ly nước đi. Rồi uống gì? Uống nước ngọt nè. Rồi mắc gì mọi bữa uống cà phê sữa nó uống nước ngọt. Tại mọi bữa nó nhức đầu uống cà phê sữa mà bữa nay khát nước uống nước ngọt. Khát nước uống nước suối đi. À vậy cho đi suối đi. Có trả tiền không? Tính tiền cho Tống Ca. Tống Ca nữa. Hả? Nè ha, tao nói mày nghe ha. Huệ đây, Huệ thương hai đứa dữ lắm. Cảm ơn Huệ. Hai đứa bớt đi làm những cái chuyện xàm đời này lại đi. Ủa sao vậy Huệ? Cuộc đời này không cần hai đứa làm những chuyện đó đâu. Có ngày hãy làm chuyện gì xong sao cơ mà. Ê chế đừng nói vậy nha, hai đứa nổi tiếng trên mạng lắm mà. Còn nổi tiếng trên mạng hả? Ừ. Rồi bình thường làm với ai quay? Chắc có camera giấu kính đó. Phải không? Bà làm gì vậy? Sợ camera quay trúng. Mà không quá, làm gì có. Lấy nước ngọt đi. Uống gì? Nước hồi nãy cho nước gì? Nó không có uống gì hết trơn á. Nước suối? Không. Chứ cho nước gì? Không có nước gì hết trơn á. Trả tiền đi rồi cho. Thôi cắm chỗ cho Tống Ca đi mà. Mệt ghê, nổi tiếng trên mạng đâu không thấy. Ghé đây uống toàn uống thiếu thôi mà. Thôi đừng nói vậy, người ta cười chết. Ai cười tao cười trước nè. Tao cười với cuộc đời này ngạo nghễ. Thôi mà bán đi mà. Nha nha. Rồi ba đó ngồi đi. Ok, cảm ơn chế. Rồi uống cái ly nước mà bà chế bà chửi quá chửi à. Uống thiếu mỹ kiến quá. Chế biết chỗ nào bán pháo không? Cà pháo 12.000 ký, rồi trái ra chợ. Không phải, pháo nổ bùm á. À, nè, đi ngược lại, lên phường, phá làng, phá sớm cho nội. Tết nhất tới nữa không để cho ai yên hết trơn hết rồi kiếm pháo. Trời ơi, mày bắt mày vậy. Chỉ thôi mình chửi gì với bà. Hỏi chút xíu không, mình nạt rồi tôi ghê. Ê, mà tao nghe nói là pháo được làm từ lưu huỳnh với diêm. Ê, mày tra trên mạng coi có chỗ nào bán không? À, ok, để tôi kiếm coi. Ơi xa quá, kiếm chỗ nào gần á. Ê, chỗ này được, nè. Coi địa chỉ coi. Làm gì vậy? Tìm bà bốn phương. Ủa, hai bạn biết chỗ nào bán pháo không? Chỉ tôi với. Ai biết đâu? Không, đâu biết đâu. Biết thì tự đi mà kiếm. Đâu biết. Dạ, không biết hả? Ta đang uống nước, qua đây làm gì ông nội? Đi. Ê, chỗ này có nó có chỉ công thức làm pháo nè. Có clip luôn nè. Nhấn coi. Được á. Thôi giờ về đi tranh thủ đi mua đồ đi, về làm luôn. Ok, được á. Đây. Uống miếng nước. Huệ. Nợ nha. Có mày rủ. Có đứa này có gặp tâm tai hay gì? Chứ Huệ. Khỏi cần đi, có ly này rồi. Tụi nó tính tiền rồi đúng không? Ừ, vậy rồi. Nha. Ê, không uống cũng ghi sổ cho mày. Trời đất mẹ ơi, coi kìa. Tự chế pháo rồi nổ rồi gây thương tích. Bởi vậy tao nói mấy đứa trẻ bây giờ nó lì ghê, gì nó cũng làm được mày. Không phải là nó lì đâu, quan trọng là mấy cái clip mà đăng trên mạng mà chỉ làm pháo bậy bạ đó, nó coi rồi nó học theo. Mà sao mấy cái clip này không có bị report đi mà cũng để cho đăng lên rồi tụi nó coi đồ này nọ cái kiểu nữa. Hả? Bét. Gì? Đúng rồi. Thì đúng rồi, phải report chứ. Không, ý tao nói cái vụ khác. Vậy? Hôm qua tao ngồi quán cà phê, có hai cái thằng. Ông hỏi cái ông kia là có biết chỗ bán pháo không, chỉ cho tụi nó mua chơi Tết. Mà ông không chỉ. Hình như là tụi nó tính tự chế luôn hay gì á. Tao tới tao điều tra, tao hỏi mé, cái tụi nó sợ quá tụi nó né luôn.
Mày nhớ mặt tụi nó không? Có nhớ không? Nếu như bây giờ gặp lại thì tao sẽ nhớ. Vậy thì đi kiếm liền nhớ. Đi. Đấy, biết chỗ nào mà kiếm. Thanh anh anh thanh. Ê, nó có nổ mày. Sao không nổ mày? Mình làm đúng công thức trên mạng mà. Chắc không? Sao không chắc? Hỏi tao chắc cú luôn. Mày đúng rồi. Ê, gì nữa? Tao sợ nó nổ to á. Trời, nổ to mới vui. Khùng quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê, cái gì nữa? Thôi mày đúng rồi. Mày nói nữa tao giọng cái pháo vô họng mày bây giờ. Ê, ủa, sống ca. Ai cho mấy đứa đốt pháo? Hả? Ai chỉ, ai bày? Thì tụi em coi tìm hiểu trên mạng á, xong rồi làm theo. Em chơi làm nổ chút xíu à? Nổ chút xíu hả? Chắc không? Rồi lỡ đốt xong nổ bể tay sao? Hả? Thì em trên đó nó nói là an toàn tuyệt đối mà Tống ca. An toàn tuyệt đối hả? Thằng này mà nó không về nói hả? Không biết tụi bay lỡ bị chuyện gì sao? Rồi lúc ba mẹ tụi bay nghĩ sao hả? Làm được bao nhiêu cái cục pháo rồi? Dạ, tụi em mới làm được trái là chưa kịp thử nó. Chắc không? Anh hả? Thì dạ, chắc. Chưa kịp thử hả? Thử rồi sao nữa? Muốn thử không? Tôi đốt cho coi. Tết nhất tới nơi rồi. Kiếm bao nhiêu cái trò khác không chơi? Đi chơi mấy trò này, lỡ bị gì vô bệnh viện sao? Thì mấy ngày Tết em đốt chơi vui. Em nghĩ nó chắc cái này nhỏ á. Nổ nhỏ chắc. Nổ nhỏ ha. Đưa cái lỗ tai đây, đốt cho nghe. Bớt là mấy chuyện tào lao đi nha. Dạ. Tết nhất ta kiếm gì ta chơi cho vui nhà vui cửa. Tết cũng yên tụi bay nữa. Dạ em xin lỗi. Một lần nữa báo công an bắt tụi bay đó. Thiệt cái tình. Đốt đi. Tao đốt vô họng mày luôn á. Ý tao nói là thủ tiêu đi đó. Thì đó. Mày nữa đó. Sao? Tao thấy mày cũng nghi nghi, mày cũng muốn đốt lắm đúng không? Tôi cái này thì cũng muốn đốt thử. Nói giỡn thôi. Bớt điên đi. Hâm. Rồi đặt đi, đặt đi, đặt đi. Cua đi, cua đi. Rồi chắc chưa đặt nha. Không, đặt cua thua, ké con cá, ké con cá. Dạ. Tên nó thơm kìa. Đó là không có lấy lại nha. Ba con đai. Trời ơi, anh này hên ghê luôn. Nè nè, chung với anh nè. Phải như vậy chứ. Ăn gì mà dữ vậy không biết. Ăn quá. Thôi đặt cua chắc không thua nè. Thôi, đặt cua thua. Ngày mới ăn nè. Rồi đặt tiếp nè, đặt tiếp nè. Lẹ lên, trời ơi. Nhanh vậy ba, đặt không không hút lại nha. Rồi rồi, xuống sát nè. Lẹ lên, trời ơi. Không mà, đậm quá. Thôi, kiếm màu đi. Rồi, đặt đây, đặt cua nè. Bỏ nè. Trời ơi, lẹ lên mấy cha. Tôi hết cái này về luôn á. Ba tôm rồi. Tôm của ta. Tôm gì dữ cha này vậy? Cha này cha, hoài vậy cha. Đem tình đỏ bạc bạn ơi. Hôm qua tôi mới thất tình. Để về chia tay bồ mẹ chứ. Chơi đi. Chơi à? Chơi đi. Xuống xác. Xuống xác. Mới ăn cắp sợi dây của bà già nè. Rút luôn. Rút lại con. Xuống xác. Xuống xác đi. Rồi cho, chẳng cho. Xuống xác đi. Rồi, chuẩn bị dở nè. Dở nha. Khoan. Ủa, con trai, chơi vô chơi nè, ngồi ngồi ngồi. Hey, cũng muốn chơi lắm, mà sợ thua thôi. Ủa, thì nãy giờ em thấy ai cũng chơi có thắng có thua. Anh cứ vô chơi đi, không sao đâu. Biết là có thắng có thua, nhưng mà mọi người biết sao không? Tại vì mấy cái đứa mà chơi chiêu trò á, đứa lắc, đứa bấm nút, thì tất nhiên nãy thằng thắng lật này đúng không? Nãy giờ mày không chứ đâu. Nãy giờ mày nói năng cho cẩn thận nha, chó. Nãy giờ tập chơi rất là đàng hoàng, có thắng có thua nha. Vậy đó hả? Ôi trời ơi, mày làm gì vậy? Cái này là cái gì? Cái gì tao có biết đâu. Mày không biết hả? Mày không biết hay mày cố tình mày giả điên? Mày bấm nút này ra để mấy cái bầu cua ở trong đó nó lắc cho mày thắng chứ gì? Mày đừng tưởng rằng tao không nghe được cuộc nói chuyện của mày với thằng kia. Này chắc hút đậm tiền hả mày? Được nhiêu, tính chưa? Cũng được một mớ. Khá khá. Mà tôi thấy chắc mai mốt kiếm cái bãi khác chơi đi. Chứ tôi thấy dân khu này hết sạch tiền rồi, không còn ai chơi nữa đâu. Mày cứ làm đi, tôi theo mày, cùng chơi. Ok. Nè, mày á. Đi. Được. Ủa cái gì vậy?
Tết nhất không tha cho tao luôn hả? Nghe nói mấy nay được lì xì nhiều tiền lắm đúng không? Sơ sơ. Sơ sơ thì mình đi chơi bầu cua đi. Mày có ấm đầu không? Nay rủ tao đi chơi bầu cua. Mày yên tâm, mỗi lần tao rủ mày chơi gì á thì mày đều biết kết quả như thế nào mà. Vậy nha. Ủa tới tao không được nghỉ luôn hả? Tất nhiên rồi. Còn bây giờ đi uống nước, ngày mai làm việc. Tết mà nghỉ chi nhiều, năm nay nghỉ đủ rồi. Đi. Ê, tiền lì xì tao còn trong đó mày ơi. Kệ mày. Nè, tao nói cho mày nghe, Tết có được mấy ngày à, người ta vui chơi á cũng không được yên với tụi bay nữa là sao? Chiêu trò hoài vậy ha. Giờ tính sao? Tính sao nữa? Mấy cái thứ cờ gian bạc lận này đem lên phường. Tao nói là thằng còn lại đó. Thằng còn lại thì yên tâm, thằng này lên phường nó cũng khai à. Mày mà không khai á, đi tù mọt gông nha con. Đi. Mấy má này chạy lẹ thiệt chứ. Trời má ơi, mày mới mua cái lắc quỷ gì vậy? Lắc cái gì mày ơi, tiền giờ tiền tao nhiều lắm. Thà những tao không mua những cái gì khác, tao chỉ thích chơi hột sàn kim cương thôi. Tao nói mày nghe nè, mày lớn rồi bớt chảy trâu đi. Cái tiền mày dùng mày mua này á, mày đầu tư đi. Mày đầu tư gọi người ta gọi đầu tư bất động sản rồi mày có tiền lời. Thôi, nghe nói tới bất động sản là tao muốn sợ rồi. Nó mà đầu tư vô đó lỡ nó bất động cái là tao sản luôn á. Mày khủng quá, bây giờ mày lấy nguyên cục tiền này, mày mua cái nhà. Xong rồi khi mà nó lên giá cái mày bán cái nhà đó mày có tiền. Mày nghe tao đi. Trời ơi, nhà mày bán cái gì đâu. Bây giờ mày đưa cục tiền đó mày đưa cho tao, tao đầu tư xin lời cho mày. Còn cái khúc lời tính sau, khúc này tính trước nè. Hai cái thằng này mấy nay tao thấy nó khả nghi lắm nha. Lãng quảng ở đây hoài à. Ủa, mà biết lý do tại sao lãng quảng ở đây không? Lý do thì tao không biết, nhưng mà kể từ khi bà Tám treo vào bảng bán nhà là tao thấy hai thằng này rồi đó. Có gì mờ ám rồi. Tao thấy mỗi lần ở đây mà người lạ tới mày chỉ hai tay người xấu không à. Tao giống người phán tội vậy mà. Nghe tao người hành quyết. Ừ. Sao, cậu coi là cậu thấy được không? Nếu mà được á, tôi với cậu qua quán cà phê bên kia ngồi nói chuyện cho nó dễ. Dạ, thế thì hay quá. Dạ, cô ngồi đi cô. À. Sao, cậu thấy nhà tôi làm sao? À, tuy là nó hơi cũ vậy, nhưng mà nó gần trường học nè, gần chợ nè. Trời ơi, hôm nay nhiều người coi lắm đó cậu. Dạ, nãy con cũng có coi sơ nhà của mình đó cô. Thì con thấy cũng đẹp, cũng ổn đó cô. Căn này mà sửa sang lại một tí nữa là ngon lành luôn á. Dạ, bữa giờ vợ chồng con cũng coi nhiều căn rồi, nhưng mà cũng chưa có ưng lắm á. Nay thấy căn của cô trên mạng á, con gọi cho cô liền luôn á. Thì đó, từng rồi đó nha. Có một cậu đó cũng cỡ như cậu vậy đó. À, vậy hả? Ờ, lợi nhà tôi coi vậy thích lắm luôn á. Dạ. Mà không có đủ tiền. Cậu cứ ngồi cậu tiếc tới tiếc lui hoài vậy đó. Dạ, con thấy cái giá cô đăng trên mạng nói chung cũng ổn, cũng vừa tầm tài chính với gia đình con. Nhưng mà nếu mà con cọc tiền liền cho cô á thì có gì cô bớt cho con chút đỉnh được không cô? Bớt nữa hả? Dạ. Trời ơi, tôi bán cái giá này nó thấp lắm rồi đó cậu. Dạ. Mà bây giờ cậu nói bớt thì thấy cậu có thiện chí muốn mua thì thôi vậy nè. Bây giờ tôi định là thôi tôi bớt cậu chừng 10 triệu với 20 triệu thôi, chứ không có bớt nhiều nữa. Bớt nhiều con tôi nó la. Dạ, trời ơi, 10 triệu, 20 triệu thế quá tốt rồi cô. Ừ hả? Dạ. Vậy có gì cô cho con xem lại cái sổ á, nãy con cũng chưa có coi kỹ đó. À, dạ. Có gì con gọi cho vợ con để con hỏi ý kiến vợ con xem như thế nào. Có gì nếu được vợ con ok thì con cọc tiền cho cô liền luôn. Còn mấy vấn đề giấy tờ hợp đồng á, mua bán nhà thì nếu mà cô cảm thấy khó khăn quá thì có gì để con lo luôn cho. Vậy hả? Dạ. Chân cẳng cô nó ngay á, lớn tuổi rồi nó đau lắm, đi tới đi lui hoài nó nhức chịu không nổi. Dạ đúng rồi. Thì cậu lo giùm vậy thôi. Tốt rồi, cảm ơn cậu nha. Để cô đợi con xíu, con gọi cho vợ con xem như thế nào nha con. À. Điện thoại con đâu ta? Cô đợi con xíu. Chết rồi coi. Gì vậy? Hồi nãy con có vô nhà cô coi, con có chụp một số tấm hình á, mà chắc con lỡ để quên điện thoại trong nhà của cô à. Ừ, vậy hả? Dạ. Có gì cô giúp con, cô vô trong con, cô lấy điện thoại giùm con được không cô? Tại con vô nhà cô không có tiện á. À. Thôi dạ. Được, để tôi vô tôi lấy cái điện thoại cho cậu dạ, ha. À, để cái sổ đây ha. Dạ, à, giúp con nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Ừ.
tôi kiếm hết cái nhà tôi mà đâu có cái điện thoại nào đâu. Cậu coi lại coi. Dạ phiền cô quá, nãy con kiếm ra con để trong cái ngăn cặp á. Dạ. À mà nãy con có gọi cho vợ của con á, thì vợ con nói là có gì về hai vợ chồng bàn lại á, tại cái này số tiền cũng lớn á cô. Thì có gì con về con bàn với vợ con, có gì con gọi cho cô sau nha. À thôi vậy cũng được. Giờ ủa dì Tám, dì Tám nãy giờ dì Tám ngồi đây thấy cái điện thoại con dì Tám. Thằng này thiệt vô duyên ghê, điện thoại mày sao mày hỏi tao? Tám biết sao không, bữa giờ ngồi đây nó bạn con mấy chuyện bất động sản đồ này nọ nè, rồi lấy điện thoại chơi game quăng lung tung. Mày coi mày quăng có trong cặp anh không? Ồ hả. Ê anh làm gì vậy? Chết cha, mày quăng sao từ điện thoại thành số đỏ vậy? Nãy gì hả? Cái nãy gì anh trai? Sao anh lấy đâu? Cái giấy sổ đỏ của Tám hả? Cái này cũng tên Tám, cái đó cũng tên Tám. Nhưng mà cái này là thiệt, còn cái đó là giả, đúng không anh trai? Anh nói nhăn nói cùi gì vậy? Hiểu lầm thôi con, cái này là sổ của khách hàng con. Nè, mày đừng tưởng tao không biết, từ bữa tới giờ mày với đồng bọn của mày đứng ở đó núp lùm núp bụi, mày điều tra nhà của bà Tám. Tại vì mày biết nhà bà Tám bán mà đúng không? Rồi mày định chiêu trò lừa đảo, đổ sổ đỏ, chiếm đoạt tài sản người khác hả? Mày vô trong đó sao rồi? Thì tao không chụp được sổ đỏ nhà bỏ rồi đó. Được lắm, mọi chuyện còn lại cứ để tao lo. Ok. Đi săn bữa giờ cũng có kết quả rồi. Có gì cô giúp giùm con cái nha. Cảm ơn cô ạ. Tám này á cũng lớn tuổi rồi, mày làm gì không thấy kỳ hả? Người ta mắc mờ mắc cận, mày lừa đảo vậy á rồi lấy nguyên nhà người ta luôn hả mày? Anh trai, dạo này cái nghề bất động sản dễ kiếm tiền quá ha, đổi cái tờ giấy có cái căn nhà chỉ tôi với. Vậy hiểu lầm thôi cô, cái này sổ khách hàng con thiệt. Vậy hả? Để tao nói cho mày nghe, cái chuyện mà mày làm giấy tờ lừa đảo nhà đất vậy á, mày có biết đi tù bao nhiêu năm không? Khỏi nói nhiều, cái loại như mày á, Nam, đi. Đi anh trai. Tám ơi, cho con mượn cái Tám. Con lên đứng làm bằng chứng. Đi. Trời ơi, không có tụi bay á. Mày tống ca với thằng Nam đó. Vì Tám mất hết cái nhà luôn, mất trắng luôn á. Mốt mà Tám muốn bán nhà hay là bán bất động sản gì á thì Tám nói con. Con có thằng Đại làm bên bất động sản á, có gì con kêu nó qua hỗ trợ Tám. Chứ bây giờ ba cái chiêu trò lừa đảo trên mạng ghê lắm. Như gần tới mùa là đá banh đủ á, tụi nó dùng bày đủ cách hết á. Giờ á mày mở ai coi nhà coi cửa gì, Tám kêu thằng Nam với con qua giúp cho Tám nha. Tám yên tâm đi, bây giờ á thằng Nam mới trúng vé số, con sẽ lấy tiền của nó con mua nhà của Tám vậy nha. Còn bây giờ con đi lên kia con giải quyết thằng kia cái. Cảm ơn con nha Tám ca. Dạ con. Dạ chào cô. Ủa cô là? Cô tên Lan, hôm qua con gọi cho cô tới giúp việc các con á. Ủa dạ. Dạ ăn mời cô vô. Dạ. Dạ. À cô ngồi đi cô. Cảm ơn con. Dạ. Ủa cô cho con hỏi thăm xíu, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô hả? Dạ. Gần 50 rồi. Nhìn trẻ vậy mà gần 50 rồi hả? Trời ơi, già muốn chết cứ làm lụng hoài chứ. Mà cô có con cái gì không? Cũng còn hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học á. Cũng thiếu thốn chật vật nên mới đi làm thêm nha, để lo cho tụi nhỏ mà. Từng tuổi như cô bây giờ cũng phải làm để lo cho tụi nhỏ, cũng cực quá cô ha. Cũng chịu thôi chứ giờ chồng cô bỏ mẹ con cô đi lâu quá rồi, không lo cho tụi nó thì ai lo bây giờ. Mà bây giờ cô bữa nay cô qua cô dọn dẹp cho con đúng không, như con gọi cho cô đó. Đúng rồi con. Mình dọn dẹp mình tính giá làm sao ta, con chưa rõ chỗ đó. Ngoài dịch vụ á thì cô tính 60. Dạ. Nhưng hôm qua con gọi trực tiếp cho cô tính 50 thôi. Trời ơi, 50-60 của con cũng như nhau à. Bây giờ cô cứ làm cho con sạch sẽ thơm tho là cứ con cứ trả đúng cho cô, thậm chí con trả hơn cho cô nữa nha. Con cứ yên tâm đi, cô đây làm lâu lắm rồi, kinh nghiệm dữ lắm luôn. Dạ rồi, cứ được là lần sau con kêu cô nữa nha. Bây giờ cô dọn đi. Alo, chưa có thời gian qua lấy được mày ơi. Mà mày mua chi cái húp lót vậy, nó mắc tiền lắm. Tự nhiên tao đã có cái đồng hồ 10.000 đô đang đeo trên tay đây, bây giờ mày mua húp lót 30.000 đô thấy nó dư không?
Rồi, để tao sắp xếp xong tao qua, có gì tao qua tao lấy nha. Rồi, 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 ok, ok. Dạ, thôi bây giờ cô cứ dọn dẹp đi. Có gì mà không biết thì cô cứ kêu con, không răng chỉ cho. Không sao hết, con làm gì cứ làm đi. Để mọi chuyện này cô lo hết cho. Dạ, rồi, rồi, cảm ơn cô nha. Rồi đang đi xuống nè. Ừ. Chưa tới nơi mà hối như hối giặt vậy. À. Ừ. Trời ơi, chưa bao giờ thấy nhà con mà nó sạch cỡ này luôn á cô. Cô làm sao hay quá vậy? Trời, mấy cái công việc này á hả? Cô làm hoài á. Dạ. Nó có đáng gì đâu. Dạ. Mà con tính đi ra ngoài hả? Dạ, tính xuống lấy đồ một xíu. Wow. Mới đổi đồng hồ hả? Đẹp quá chừng luôn á kìa. Cái con mới lấy hôm trước, bữa con có gọi điện thoại cho bạn con á. Ba hôm trước á, cô thấy con đeo cái đồng hồ kia. Con không đeo nữa hả? À đâu, con cất trong cái hộp của con á. Con cũng nhiều đồng hồ mà, mỗi ngày thay ra thay vô cho nó hợp phong thủy. À, thôi cô dọn đi, con ra con nói chuyện với bạn con xíu. Mà con có cần cô dọn phòng không? Thôi phòng con trai con à, để con tự con dọn cho có thấy thoải mái hơn. Dạ. À, cảm ơn cô. Cô cứ dọn đi nha, con đi công chuyện xíu. Được đây vậy? Con trộm. Con trộm. Con trộm. Đúng rồi. Chị la lớn lên cho người ta biết chị dựng cấp gì đó là. Sao? Tính lấy luôn đồng hồ của con bạn tôi hả? Tôi thấy nó rớt dưới đất. Tôi nhặt lên để cất thôi mà. Ra là vậy. Chứ còn cái đồng hồ giả này để làm cái gì? Trời đất ơi, nhà cửa gì đâu mà dơ dữ vậy? Trời má ơi, cây héo luôn rồi kìa. Nam! Ờ! Mày ra đây coi! Về tới nhà là cái miệng như đi chợ vậy, cái vụ gì? Tao đi có mấy ngày không, nhà mày không dọn dẹp nhà cửa rồi cái cây của tao nó chết luôn là sao vậy? Nó chết trước khi mày đi đó nha. Còn lại là mày đi mấy ngày thì tao cũng bận mấy ngày mà, tao có thời gian đâu mà dọn. Thì ít ra cũng dành chút chút rồi lau nhà hoặc là quét nhà rồi bụi rồi dơ kìa. Tao quét rồi mà nó bụi nữa. Thôi bây giờ mày cũng bận không dọn được, tao cũng bận thôi, để tao kêu giúp việc tới dọn cho. Mày điên hả? Trời ơi, nhà cửa vậy mày kêu giúp việc vô rồi lỡ mất công gặp mấy người xấu tao lấy đồ của mình sao? Nữa, sao cái thằng này mày đi thôi về mà gặp ai là mày đa nghi người đó là sao hả? Tao nói mày nghe, trên đời này á, nhân chi sơ tính bổn thiện. Của người sinh ra đã có tính lương thiện rồi, mày đừng có nghi ngờ người ta như vậy, người ta cũng vì miếng cơm manh áo thôi mà. Mày nói thì hay quá, ai biết được. Tụi mày, hả? Giúp tao cái, vui gì vậy? Vậy? Cái bà giúp việc hôm bữa tao thuê á, bà cháu mất tiêu cái đồng hồ của tao rồi. Miệng mắm muối thì chứ. Vậy là sao? Nói lại coi. Hôm bữa tao có thuê cái bà giúp việc, bà vô nhà thì tao thấy bà làm được, tao mới giao cái nhà cho bà. Ừ. Tao về tới nhà thì tao mới phát hiện ra là bà cháo cái đồng hồ của tao mất tiêu. Mà đúng ngay cái đồng hồ của tao thích nữa chứ. Mày cũng ẩu ghê á, nhà cửa nghĩ sao đi giao cho người ta, tin tưởng cái nào cũng được giao nữa. Còn mày đó, thấy không? Thấy tao nó có sai chưa? Nó sai gì, chắc gì bà giúp việc bà lấy, nhiều khi mày cho gái rồi giờ mày đổ thừa bà nữa. Mày điên. Rồi mày báo công an chưa? Chưa. Được rồi, bả lừa mày thì chắc chắn bả phải lừa thêm nhiều người khác nữa. Để tao, mày biết phải làm gì chứ? Mày làm cái gì? Tao gọi giúp việc về lộn gì dọn nhà nè. Mày làm mồi nhữ đó thằng quỷ. Ủa mà tao mày câu cá hay gì bắt tao làm mồi nhữ? Đi vô trong. Dọn nhà đi đó. Sao? Ăn cắp đồng hồ của con bạn tôi rồi, giờ tính lừa đảo thêm tiếp hả? Vô đây. Gài bẫy mấy bữa nay, cuối cùng cá cũng cắn câu rồi kìa. Cái bà kia, trả đồng hồ lại cho tôi. Bây giờ cái đồng hồ trước của nó, bà bán chưa? Tôi bán rồi. Tôi xài cũng gần hết tiền luôn rồi. Được rồi,
Tang chứng có, vật chứng có, dễ mà. Tôi đưa bà lên phường, tôi nói thiệt với bà, làm nghề giúp việc á là phải thật thà, còn không á thì đừng có làm. Tha, tha cho tôi đi cậu, tha cho tôi đi mà cậu, cậu. Còn Nguyên, đi làm nhân chứng nữa.